Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã xem và ủng hộ kênh YouTube của Nghi. Thì sau lưng Nghi đang là bản đồ của khu vực Diên Khánh. Thì hiện tại bên công ty Nghi đang phân phối gần trên dưới 100 nền đất thổ cư của khu vực này. Thì khu vực này nằm ở thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, cách trung tâm thành phố Nha Trang 13 km nha các anh chị, nếu di chuyển bằng ô tô, và cách với lại thành phố Đà Lạt là 2 tiếng di chuyển. Thì diện tích của các lô đất bên Nghi đang mở bán là có diện tích từ 90 cho đến 180 m², chiều ngang là 5 m, và có đầy đủ 4 hướng đông tây nam bắc. Tuy nhiên thì hiện tại là hướng đông và hướng nam là khách đã đặt cọc và đã mua từ trước hết rồi, cho nên là những cái lô mà ở phía tây và phía bắc thì vẫn còn rất là đẹp. Các quý anh chị nào nhanh tay thì mình vẫn còn giữ được những cái lô rất là đẹp ạ. Thì hiện trạng đường thì bên Nghi có hai hiện trạng đường 20 m và hiện trạng đường nhựa 5 m, tất cả đều là đường nhựa nha các anh chị, và hai con đường này đều kết nối được với lại hương lộ 62 và đường quốc lộ 27C. Thì cách hương lộ 62 và cách quốc lộ 27C khoảng tầm 500 m ạ, và chỉ cần các anh chị di chuyển khoảng 1,5 bán kính 1,5 thì các anh chị có thể đến được với những cái khu buôn bán, những khu dân cư. Cho nên khu vực này thì anh chị ở tương lai nếu mà anh chị đầu tư trung hạn thì sẽ rất là có tiềm năng. Và bên cạnh cái phần đất của bên Nghi mở bán thì có những cái dự án như là dự án khu công nghiệp Hàn Quốc. Thì dự án này là trên 50 ha, sẽ được mở cửa rất là sớm thôi, cho nên anh chị nào đầu tư ngay lúc này thì hãy alo cho bên công ty Nghi thì bên Nghi sẽ hỗ trợ các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem và ủng hộ video của Nghi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.